doma, doma, des, doma, 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 des, doma, 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 des. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, chị vừa cho các em xem những cái đoạn video clip ngắn ngắn ở trên mạng người ta làm để cổ động tinh thần cho U23 Việt Nam trong trận chung kết này. Rất là vui nhộn đúng không các em? Và không nằm ngoài tinh thần đó thì hôm nay chị Cà Chua quyết định là chị sẽ tổ chức một cái mini game để tặng quà. Mục đích chính của chị hôm nay đó chính là cổ động tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam cố gắng giành chức vô địch. Và hôm nay chị Cà Chua sẽ tặng 10 bộ kit làm slamay. Ngoài ra chị Cà Chua còn tặng thêm 10 squishy. 10 phần quà squishy thì chị Cà Chua đã mua được từ anh Cà Chua. Anh ấy đã bán squishy cho chị để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ở trong cái video đó. Nếu như các em chưa xem thì hãy tìm lại để xem nhé. Đây là những squishy này các em, đều còn rất là mới và chưa có bóc ra luôn. Chị chưa có chơi luôn á. Chúng ta vẫn còn nguyên bịch hết nè. Đó này các em. Còn về bộ kit làm slamay thì chị Cà Chua sẽ tặng mỗi bạn là một bộ kit, là bao gồm là một chai keo sữa màu ngẫu nhiên, một chai activator để chúng ta có thể làm đông slam, một hộp tuyết nhân tạo để làm slamay và một cái charms ngẫu nhiên. Mỗi bạn sẽ nhận được một charms ngẫu nhiên và một bịch kim tuyến cũng ngẫu nhiên luôn. Thực ra là chị Cà Chua đã đặt mua những cái chai này để đựng quà tặng làm slam cho các em, nhưng mà do là người ta chưa có giao kịp cho nên là chị chỉ có những cái chai này. Và thứ hai, lúc mà chị công bố kết quả thì chị sẽ cho các em xem toàn bộ 10 bộ kit làm slam mà chị chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng tặng cho các em. Kết quả thì chị sẽ công bố vào thứ hai cùng với cái video mà chị sẽ hướng dẫn làm cái bộ kit làm slam này luôn ha. Và cách thức tham gia mini game này thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên các em hãy bấm đăng ký kênh nếu như bạn nào chưa đăng ký nhé. Thứ hai là bấm like video này. Thứ ba là bấm vào cái nút share để mọi người cùng biết là khu vườn cà chua của chúng ta cổ động U23 Việt Nam giành chiến thắng nhiệt tình như thế nào. Và tiếp theo nữa là các em hãy để lại cái bình luận một con số yêu thích từ số 1 tới số 90. Mỗi bạn chỉ được chọn một con số thôi nha. Ngoài ra sau khi bình luận con số thì các em hãy để lại những cái lời chúc cho U23 Việt Nam giành chiến thắng. Các em để càng nhiều lời chúc càng tốt. Chị nghĩ vậy. Nếu như mà chúng ta để thật là nhiều lời chúc thì biết đâu U23 Việt Nam của chúng ta sẽ thật là may mắn để giành chiến thắng trong trận này. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Vì vậy các em ơi, các em hãy nhiệt tình cổ động U23 Việt Nam giành chiến thắng. Và cũng đừng quên tham gia mini game để được nhận những cái phần quà hấp dẫn như thế này nhé. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.